Hello các bạn, những gì mà các bạn đang thấy ở đây á là một cái sự kiện rất là đặc biệt đang diễn ra ở Đà Nẵng vào ngày hôm nay, đó là cái lễ hội bắn pháo hoa, cho nên đường phố ở Đà Nẵng rất là đông. Và hiện tại mình đang dùng một cái camera rất là đặc biệt nữa để mà quay cái video này cho các bạn xem. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh. Video hôm nay mình sẽ review với một cái thiết bị nằm ở cái bên này. Cái lý do mà mình review cái thiết bị này là bởi vì cái thời gian qua mình sử dụng nó để quay cái video mà các bạn xem, video dọn phòng đó. Mình thấy rất là thích và mình đã mang nó đi khắp nơi và mình trải nghiệm nó. Mình cảm thấy là đây là một cái camera, một cái thiết bị rất là hữu dụng dành cho những cái bạn mà hay làm video và đặc biệt làm vlog thì nó rất là hay, thú vị. Cho nên ngày hôm nay mình mới quyết định là mình làm review về cái thiết bị này để cho các bạn xem sơ lược những cái tính năng và những cái ứng dụng mà cái thiết bị này có thể thực hiện. Nếu như mà các bạn là một người thường xuyên quay phim á thì cái việc mà mang nhiều thiết bị á nó là một cái vấn đề đối với chúng ta, đúng không? Đối với cái bộ khung xương già cỗi này thì nếu như mà đối với một người mà cần những cái thiết bị nhỏ gọn để mà mình mang đi, mình quay phim, mình vlog và mình không sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái cảnh nào á thì cái thiết bị này là một cái máy nó rất là đáng để mua. Mình cho các bạn xem nha. Mình cái này là cái tay cầm của nó nè. Ghê không? Đó, mình có thể thu gọn lại. Một cái bộ phụ kiện đi kèm với cái camera là cái chân máy của nó. Và tất cả mọi thứ mình sẽ đựng vào một cái túi nhỏ như thế này. Trong này á, nó sẽ bao gồm cả cáp sạc, rồi cả micro này. Mình gắn cái chiếc micro kẹo nè, mình bỏ vào này luôn. Đó, mình bỏ vào đây. Khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng cho một cái túi như vậy để mà bảo vệ cái camera của nó. Tại vì cái camera nó lồi lên cho nên là nó cần có một cái sự bảo vệ. Đây, cái này mình nhét vào trong cái túi này. Sau đó nhét túi rồi đi chơi thôi. Thì đối với một cái máy như thế này nó có thể làm được những gì? Đầu tiên là nó sẽ quay được camera 360 độ. Sau đó nó sẽ làm được rất là nhiều trò râu ria. Điển hình như là các bạn có thể quay được ở những nơi chật hẹp là một. Bạn thử tưởng tượng đi, một cái máy như thế này các bạn hơi nhét vào bất cứ đâu và nó sẽ ghi lại tất cả mọi không gian ở trong đó. Và sau đó các bạn sẽ có thể cắt ra từng cái frame, từng cái khung hình. Tức là mình có thể cắt ra những cái frame nào mà mình muốn. Còn những cái frame nào, những cái khung hình nào mình không muốn thì mình sẽ để nó ra phía sau. Không có chọn nó thôi, mình không có quay. Và cái cách mà mình thực hiện nó thì tất cả mọi thứ đều có trong một cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng và những cái tutorial có sẵn ở trong app. Thì trước tiên các bạn muốn xài cái máy này, các bạn phải tải một cái app ở trên điện thoại đó tên là Insta360 độ.
Ở trên cái thân máy này nó sẽ có hai cái nút và một cái màn hình nhỏ. Nó thiết kế rất là hay, thiết kế từ lớn tới nhỏ, ba cái vòng tròn từ lớn tới nhỏ. Cái nút lớn nhất nó sẽ giúp cho mình xuất tiền á, bấm á. Còn nút nhỏ thì nó sẽ cho mình chọn giữa những cái mode qua lại. Mình có thể chọn chụp ảnh nè, quay phim nè và cài đặt. Cái setting của nó hơi phức tạp một chút, các bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để mà các bạn hiểu. Cái việc mà mình kết nối điện thoại nó sẽ giúp cho các bạn sử dụng cái thiết bị này dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở trên máy thì nó cho phép mình sử dụng một cái cục pin có thể kéo ra như thế này. Nó gần giống như là cái cục pin của GoPro nhưng mà không phải. Đây là một cái cục pin chuyên dụng 1200 mAh. Ngày hôm qua mình đi quay thử thì mình quay khoảng nửa tiếng, mình vừa kết nối điện thoại, mình vừa quay thì được khoảng nửa tiếng là nó hết pin. Và sau đó mình để sạc pin, mình sạc trực tiếp vào thì nó rất là nhanh, nó sạc nhanh đầy lắm. Máy này không hề có chống nước. Cái thứ hai, cổng kết nối thì nó sẽ có một cổng kết nối là micro USB. Micro USB này nó sẽ cho phép mình sạc pin nè, trích xuất dữ liệu ra ngoài nè. Rồi, chỉ có đơn giản vậy thôi. Và ở phía dưới của cái camera này nó sẽ có cái khe cắm thẻ nhớ. Nếu như mà các bạn muốn cái thiết bị này nó chống nước thì các bạn có thể mua thêm một cái case riêng để mà mình có thể gắn vào đây, mình bảo vệ cái này khi mà mình xuống nước. Như vậy thì cái máy này nó sẽ dành cho những ai đặt trường hợp như là mình đó, mình là một YouTuber thì nó sẽ có công dụng là một cái gốc máy phụ và nó cũng có công dụng là một cái gốc máy chính ở trong một số cái trường hợp. Ví dụ mình đi ra ngoài những cái nơi mà mình không có đủ điều kiện để mình mang cái máy bự ra thì mình sẽ mang cái máy này để mà mình đi mình quay. Ví dụ như trong một đợt mình đi xem pháo hoa ở Đà Nẵng và mình đã lấy cái máy này ra, mình đứng trên cao, mình vừa xem mình vừa quay, nó có thể quay được toàn cảnh tất cả mọi cái hoạt động diễn ra, tất cả mọi sự kiện diễn ra cùng một lúc ở tại cái vị trí đó. Cho nên là khi mà mình về mình có thể cắt được cái đoạn hỗn loạn khi mà cảnh sát người ta réo, người ta không cho người dân chạy qua bên kia cầu rồng và ở bên đây thì người ta ùa qua, cảnh sát bất lực bó tay đứng yên tại chỗ không biết làm gì luôn. Để sau đó thì tất cả mọi người cùng xem pháo hoa một cách vui vẻ. Khi mà các bạn dùng cái máy này nè thì các bạn có thể đăng một cái video mà giống như là mình thực hiện cái video dọn phòng lúc trước á, thì nó có thể cho người xem toàn bộ tất cả những gì mà các bạn đang nhìn thấy ở cái khu vực đó. Nó là một cái trải nghiệm cũng khá là hay ho khi mà mình làm YouTube đúng không? Nhưng mà nó có một cái điểm nữa, đó là mình sử dụng để mà mình chọn ra những cái khung ảnh, khung hình đẹp nhất để mà mình có thể đăng lên trên mạng cũng được. Đôi khi là mình có thể tạo ra những cái thước phim thiệt là ngộ nghĩnh như là Tiny Planet, là những cái thước phim giống như thế này. Rồi rất là nhiều những cái thước phim khác nhau mình có thể sử dụng cái này để mà mình quay. Đôi khi là mình thậm chí là mình quay, mình chạy xe mà không thấy camera đâu hết luôn. Thật sự khi mà nói về cái camera này á, thì nó có thể dùng trong rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Bởi vì nó chỉ có duy nhất một cái góc ống kính, cho nên là nó không thể thay thế được hoàn toàn những cái thiết bị giống như là cái máy quay chuyên dụng. Nó sẽ không thể quay được những cái cảnh cinematic hay là gì đó, mà nó chỉ cho mình xem những cái góc ảnh rộng như thế này thôi. Nhưng mà đổi lại thì các bạn có thể có một cái góc máy backup rất là hiệu quả mà các bạn không sợ mất một cái scene nào hết. Thành ra là đây vẫn là một cái thiết bị rất là đáng tiền để mà dành cho các bạn mua. Như vậy thì cái máy này nó sẽ dành cho những ai? Nếu như các bạn xài Instagram và các bạn muốn đăng những bức ảnh độc đáo lên đó, thì các bạn có thể sử dụng cái máy này để mình chụp những bức ảnh như thế này nè. Nó sẽ rất là thu hút người xem. Rồi giả sử như các bạn không phải dùng để chụp hình đó, thì các bạn cũng có thể dùng để quay phim. Và các bạn có thể sử dụng nó để mà khi mà các bạn quay những cái bộ môn mạo hiểm á, mình quay lại toàn bộ khung cảnh khi mà mình chơi thể thao, mình sẽ quay lại toàn bộ cái khung cảnh xung quanh đó. Và mình không cần nặng đầu, mình không cần suy nghĩ quá nhiều. Mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều là mình phải đặt góc máy ở đâu, mình sẽ quay những cái cảnh mình đi quay những cái góc như thế nào. Mà khi mà mình sử dụng cái camera này nó có thể thu được hết toàn bộ mọi thứ xung quanh, thì lúc đó mình về mình chọn những khung cảnh sau chả sao.
Cùng một cái vấn đề này đối với những cái bạn mà sử dụng để quay phim mà đi làm thương mại á, thì mình có thể sử dụng cái này để mình quay toàn cảnh một cái buổi tiệc. Khi mà các bạn quay toàn cảnh buổi tiệc đó xong, khi mình về mình sẽ trích xuất ra, mình sẽ chọn ra những cái frame nào mà mình muốn giữ lại, thì lúc đó mình có thể có thêm được một cái footage mình backup rất là hay. Mà đôi khi á, nó có những cái tình huống, những cái moment xảy ra bất chợt, bất thình lình á, thì mình sẽ không kiểm soát được, mình sẽ bỏ lỡ nó chẳng hạn. Thì cái máy này nó sẽ giúp cho các bạn ghi lại hết tất cả những cái tình huống đó, giống như là một cái mắt thần vậy đó. Nó sẽ ghi lại hết mọi thứ. Và đặc biệt là khi mà các bạn quay dài á, giống như cái lúc mà mình nói quay tiệc cưới, quay sự kiện, thì chắc chắn sẽ rất là dài. Mình có thể mount, mình có thể gắn một cái USB dự phòng vào đây để mà nó quay liên tục. Quan trọng là các bạn chuẩn bị thẻ nhớ hơi bị nặng đôi thôi. Dành cho ai nữa nè? Dành cho những bạn mà muốn quay video 360 độ. Khi mà các bạn muốn khoe cho mọi người, các bạn đang ở một nơi nào đó rất là đẹp và các bạn muốn khoe cái chỗ đó cho người ta xem á, thì đây là một cái rất là hiệu quả để mà các bạn có thể show cái khung cảnh nó ra, cũng như là mình có thể chụp ảnh những cái bức ảnh nó ra. Dành cho ai nữa ta? Dành cho ví dụ như những bạn mà muốn tò mò, muốn xài thử thì sao nhỉ? Nói chung là nó cũng dành cho rất là nhiều người đó các bạn. Thậm chí là vlogger làm vlog có thể cầm cái cây này để mà đi mà quay nè. Khi mà các bạn đi quay như vậy á, mình không sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái khoảnh khắc nào, mình có thể chọn hậu kỳ sau. Đó, và các bạn có nằm sâu trong số những cái người mà cảm thấy phù hợp hay không? Và nếu như các bạn không nằm trong số đó mà các bạn vẫn cảm thấy mình phù hợp, thì các bạn hãy cho mình biết là bạn đang làm cái gì nha, để mình cũng mở rộng, mở mang đầu óc xíu. Mình sẽ nói về ưu điểm của cái con máy này. Hiện tại con máy này đang có một cái mức giá rất là rẻ, cũng chỉ tương đương với GoPro mà thôi. Và các bạn có thể xem, nếu như mà mình mua một cái chiếc GoPro, nhưng mà GoPro mà có thể quay được 360 độ thì nó sẽ mắc tiền hơn rất là nhiều. Ưu điểm thứ hai đó là nó sẽ giúp cho mình quay được nhiều footage mà mình không cần phải setup quá nhiều máy, quá nhiều camera khác nhau. Cái này nãy giờ nói rất là nhiều trong cái đoạn đầu rồi. Ưu điểm thứ ba đó là về những cái chế độ chụp. Mình có thể ứng dụng rất là nhiều cái chế độ chụp và chế độ quay phim mà trong này nó đã có hướng dẫn sẵn, mình chỉ cần làm theo. Đơn giản là mình như vậy là có hình đẹp rồi. Đôi khi á, mình sẽ cần một cái gì đó khác đi một tí, thay vì mình cứ chụp ảnh bằng điện thoại hoài nó cứ chán chán sao, đúng không? Ưu điểm thứ tư đó là một cái ưu điểm cũng rất là quan trọng: nhỏ, gọn, có thể dễ dàng mang đi, sạc pin nhanh. Và bây giờ thì mình sẽ cùng điểm qua một số cái điểm mà mình vẫn chưa thích nó, đó là... Ok, những cái điểm này nó sẽ khiến cho các bạn phải suy nghĩ khi mà các bạn mua cái chiếc máy này. Đó là các bạn phải cần có một cái thiết bị đủ mạnh để mà hậu kỳ, hoặc là một cái điện thoại cũng phải đủ mạnh để mà trích xuất cái này ra. Thành ra là mình có một cái lời khuyên đơn giản nhất là các bạn chỉ cần xuất cái video ra trên cái điện thoại để mà mình bắn ở trên máy tính thì mình sẽ dễ dàng hậu kỳ hơn. Còn các bạn mà edit cái file gốc của nó thì nó xử lý sao rất là chậm luôn á. Cái giao diện của cái này nè và cái cách sử dụng thì nó sẽ gây khó khăn cho người sử dụng một chút. Người ta xài người ta sẽ rất là dễ lẫn lộn những cái nút này, bấm rất là dễ lẫn lộn, nó cứ tùm lum á. Khi mà các bạn chuyển qua cái app điện thoại thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Cái thiết kế của cái này nè làm cho nó dễ tuột lắm, nó trơn tuột, mình sẽ cầm tay rất là khó. Và mình không biết, nhưng mà người ta thiết kế này để gắn vô đây thôi. Nếu như mà nó có thêm cái khả năng chống nước giống như GoPro thì tốt hơn. Tại vì giống như những cái máy này nè, các bạn đem xuống dưới biển, các bạn quay toàn cảnh dưới biển nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà các bạn quay ở trên cạn. Ok, và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái thiết bị này. Đây là một cái thiết bị rất là bá đạo và cũng là một thiết bị rất là đáng tiền. Thì nếu như các bạn có bất cứ một cái thắc mắc gì về cách sử dụng cũng như là những câu hỏi về cái thiết bị này, các bạn có thể hỏi mình ở bên dưới comment ha. Và comment. Các bạn có thể xem thông tin giá bán chi tiết của nó ở phần mô tả, mình có để link. Thì khi mà các bạn mua cái sản phẩm này, mình sẽ nhận được một cái phần commission, thì cái phần đó nó sẽ giúp cho mình trang trải cuộc sống và có động lực để làm nhiều video hơn cho các bạn xem. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.